Kính thưa quý vị đang xem chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Và hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chưa có hướng dẫn các trường gặp khó khi chuyển môn tổ hợp môn cho học sinh. Nước triều dâng cao, cống bị vỡ, khu chung cư phường Linh Đông thành phố Thủ Đức ngập nặng. Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 14 tỷ đồng. Người dân Anh ngóng chờ Giáng sinh đầu tiên của Hoàng gia Anh dưới triều đại vua Charles đệ tam. Thưa quý vị, thời điểm này dù chưa kết thúc học kỳ 1 nhưng một số học sinh lớp 10 đã xin chuyển môn hay là tổ hợp môn vì sức học không theo kịp. Điều này dẫn đến khó khăn cho các trường bởi hiện vẫn chưa có hướng dẫn nào về việc học sinh xin thay đổi môn tổ hợp môn học. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du quận 10 có một trường hợp xin chuyển từ môn sinh sang tin học. Nhà trường đã bố trí giáo viên kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để em có thể nắm bắt chương trình, theo kịp với các bạn khi đổi môn vào đầu học kỳ tới. Chúng ta thử đặt cùng một lúc mà 40-50 em hay 100 em nó đổi cùng một lúc, thì phải nói rằng là cái công việc này nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Chuyển tổ hợp môn là quyền lợi của học sinh. Thế nhưng khi các em xin chuyển quá nhiều sẽ gây lúng túng cho nhà trường, bởi không chỉ thiếu giáo viên, việc kiểm tra, đánh giá, bố trí cơ sở vật chất cũng cần có sự chuẩn bị. Dạy lại giống dạy lại từ đầu cho nên mình phải soạn lại cái giáo án phù hợp với lại các bé. Thì để cho việc cái chọn lựa nó ngay từ đầu nó được chính xác thì các em cần phải tìm hiểu kỹ cái năng lực bản thân, cái ngành nghề mà mình mong muốn sau này. Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, nên việc học sinh thay đổi môn học đang khiến các trường gặp nhiều khó khăn. Bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là bệnh tim mạch, ung thư, hô hấp mạn tính và đái tháo đường. Chỉ tính riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có bệnh viện đã ghi nhận số người mắc các bệnh không lây nhiễm tăng khoảng 50% so với năm vừa qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là những bệnh có thể kiểm soát được khi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình. Làm việc trong ngành IT, sau đợt khám sức khỏe định kỳ, anh Vinh mới phát hiện cơ thể mình đang gặp nhiều vấn đề. Bác sĩ mới báo là mình có một số bệnh không lây nhiễm như bệnh về nội tiết, bệnh do lối sống cũng chưa lành mạnh như là thức khuya, rồi làm việc không có điều độ, ăn uống là nó không có chuẩn. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bệnh không lây nhiễm gia tăng. Thì các cái nghiên cứu tổng quan trên thế giới thì người ta thấy rằng là những người nhiễm Covid-19 thể ngay cả là thể nhẹ và trung bình thì sau khi bị nhiễm Covid-19 thì cái nguy cơ bị đái tháo đường tăng gấp 1,5 lần so với những người không bị nhiễm. Theo số liệu điều tra, bệnh không lây nhiễm tăng từ khoảng 4 đến hơn 20%. Đây cũng là nguyên nhân gây ra 74% số ca tử vong ở nước ta mỗi năm. Để ngăn ngừa các bệnh không lây, người dân nên chú ý vận động ít nhất 150 phút một tuần, hạn chế ăn mặn, dầu mỡ, bỏ thuốc lá và đặc biệt nên thăm khám sức khỏe định kỳ. Khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra sôi nổi tại Qatar, thì trên mạng đã xuất hiện nhiều ứng dụng xem các trận đấu World Cup 2022 miễn phí. Tuy nhiên, có không ít những ứng dụng đang bị nghi là có dính mã độc. Công ty nghiên cứu bảo mật ESET Research đã phát hiện một chiến dịch lây lan mã độc bằng ứng dụng xem các trận đấu World Cup miễn phí cho thiết bị Android có tên gọi là Cora 442 nhằm đánh cắp thông tin của người dùng. ESET Research cho biết mã độc đính kèm ứng dụng này là RAT, cho phép tin tặc kiểm soát thiết bị từ xa. Trong quá trình cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập SMS, danh bạ, ảnh, bộ nhớ tạm, nhật ký cuộc gọi và cả tính năng chụp ảnh hoặc ghi âm cuộc gọi. Sau đó, mã độc sẽ lọc và tải những dữ liệu này lên máy chủ của tin tặc. Theo ESET, đã có ít nhất 750 máy nhiễm mã độc, nhưng do website chưa bị vô hiệu hóa và World Cup 2022 mới chỉ đi được 1/3 chặng đường, nên con số này sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Đến gần trưa nay, tuyến đường số 30 đoạn qua khu chung cư 4S Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng bị ngập nặng. Và đêm qua, cư dân tại đây đã một phen nháo nhào di dời tài sản để tránh bị nước làm hư hại. Đoạn trước chung cư 4S Linh Đông nước ngập nửa bánh xe máy, nhiều ô tô ngâm mình trong nước, người dân phải đi lối phụ trên vỉa hè để vào nhà. Hôm qua, do lo sợ nước ngập đường sẽ tràn xuống tầng hầm chung cư, nên nhiều người đã lấy xe ra khỏi hầm. Theo phản ánh của người dân tại khu vực, đây là lần đầu tiên nước ngập suốt 12 tiếng mà vẫn chưa rút. Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tình trạng ngập nước để giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Nguyên nhân ngập nước ban đầu được xác định do trong quá trình thi công lắp đặt cống hộp, nước triều dâng lên quá cao so với dự kiến, khiến cống bị dở, nước tràn lên đường. Dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, dù có biển cấm đánh bắt cá nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên chích điện bắt cá ở đây. Nhiều ngày qua, một nhóm khoảng 7 ghe thường xuyên hoạt động từ 10 giờ đến 12 giờ. Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 11, ba người đàn ông lái ba chiếc ghe trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Khi đến đoạn cầu Kiệu, phường 2, quận Phú Nhuận thì tắt máy. Họ đưa một cây gỗ có gắn thiết bị dẫn điện xuống mặt nước. Đưa đến đâu cá to cá nhỏ nổi lên đến đó, họ chỉ việc vớt lên. Sau khoảng 2 giờ, cá đã đầy ghe, họ cho nổ máy chạy mất hút. Một người dân sống gần khu vực cho hay, việc này diễn ra hàng ngày vào những giờ ít người qua lại. Cá được bắt chủ yếu là cá rô phi, cá trê, cá hồng. Dù các phương tiện truyền thông đã phản ánh, nhưng do chưa có xử phạt nghiêm nên việc làm sai quy định này vẫn diễn ra. Trao đổi về vấn đề này, các địa phương có liên quan cho biết đang theo dõi thêm. Nhưng việc ghe chạy dưới lòng kênh, họ không có chức năng và phương tiện để xử lý. Sáng nay, một người dân đã giao nộp một con TT Java quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Con TT này được phát hiện khi đang lang thang kiếm ăn tại một con hẻm ở quận Bình Tân. Sáng 29 tháng 11, ông Nguyễn Thành Hay, một bảo vệ khu phố ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phát hiện con TT đang đi kiếm ăn. Ông Hay đã bắt con TT đem về nhà và liên hệ với cơ quan chức năng để giao lại. Lúc phát hiện nó thì nó đang chạy ngoài đường, nó nhủi nhủi vô mấy dây đông rác, nó kiếm ăn. Tôi đầu tiên là cứ nghĩ nó là trồn, anh dừng lại. Thấy nó chạy rất chậm chạp thì có cảm giác lúc đó thì tôi hình dung nó lại là con TT. Tiếp nhận con TT trên để đưa về chăm sóc cứu hộ, lực lượng kiểm lâm xác định đây là TT đực Java nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cục khảo sát địa chất Mỹ hôm qua cho biết núi lửa Mauna Loa tại Hawaii đã có lúc phun dung nham cao đến 60 mét. Ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất trên thế giới này bắt đầu phun trào từ ngày 27 tháng 11, lần đầu tiên sau gần 40 năm. Dù phun trào có thể được nhìn thấy từ thị trấn ven biển Kona ở phía Tây, cách đó hơn 70 km, các nhà địa chất cho biết hiện không có rủi ro nào đối với người dân và tài sản trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo gió có thể phát tán khí núi lửa, tro mịn và những sợi thủy tinh rất sắc, gây nguy hiểm cho da và mắt. Giới chức Hawaii chưa phát lệnh sơ tán nhưng đã đóng cửa nhiều tuyến đường trong khu vực, đồng thời thiết lập 2 trung tâm trú ẩn để phòng hờ. Mauna Loa có nghĩa là núi dài, đã phun trào 33 lần, lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1843. Lần gần nhất núi lửa này phun trào là vào năm 1984, kéo dài 22 ngày. Tại nước Anh, Giáng sinh đầu tiên của Hoàng gia Anh dưới triều đại vua Charles đệ tam đang được chuẩn bị. Tại lâu đài Windsor, các nhân viên hoàng gia đã trang hoàng các căn phòng lớn thật rực rỡ theo truyền thống để chào đón khách tham quan. Tại sảnh đường St. George, một trong những căn phòng lớn nhất của lâu đài Windsor, một cây thông Norman cao tới 6 mét đã được dựng lên, trên đó có hơn 3.000 bóng đèn trang trí. Các căn phòng nổi tiếng khác trong khu viên lâu đài cũng đã được khoác lên mình tấm áo mùa lễ hội mang sắc tím chủ đạo. Năm nay là Giáng sinh đầu tiên dưới triều đại vua Charles đệ tam nên mọi thứ thật thú vị. Đặc biệt nơi chúng ta đang đứng đây, đại sảnh St. George, từng bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy 30 năm trước. Việc khôi phục và kịp thời đưa không gian này trở lại trong dịp lễ Giáng sinh là một thành tựu. Mọi năm, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thường gửi thông điệp mừng Giáng sinh đến cho người dân từ lâu đài Windsor. Người ta tin rằng truyền thống đó sẽ được vua Charles đệ tam tiếp nối, bao gồm cả truyền thống đón Giáng sinh của gia đình hoàng gia tại dinh thự Sandringham ở Norfolk. Cùng với nhiều nơi trên thế giới, khu chợ Giáng sinh truyền thống ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ cũng đã chính thức mở cửa. Tại đây thì hơn 700 ngôi nhà bánh quy gần đầy màu sắc là khu vực thu hút khá đông khách tham quan. Đây là khu trưng bày tác phẩm của thợ bánh quy gừng 29 năm trong nghề Len John Lovick. Để làm ra 700 ngôi nhà bánh quy này, anh Lovick đã dùng đến hơn 1.800 kg kẹo, 450 kg bánh quy gừng và khoảng 6.000 lòng trắng trứng. Đằng sau lưng tôi là ngôi làng bánh gừng lớn nhất thế giới. Tuy không cạnh tranh kỷ lục Guinness về số lượng nhà bánh quy, nhưng khu vực này rộng 152 mét, lớn hơn 9 mét so với kỷ lục hiện tại.
Để có những tác phẩm đẹp mắt này, công việc bắt đầu từ một năm trước đó. Mọi người đến đây và trong phút giây ngắn ngủi 50 phút gì đó, có thể quên đi mọi lo lắng. Thì đó là điều tuyệt vời mà tôi có thể mang lại niềm vui cho mọi người. Triển lãm nhà bánh quy gừng chợ SS sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 11. Tới ngày này, du khách có thể xếp hàng để được tặng một ngôi nhà bánh quy miễn phí. Trong lúc World Cup đang diễn ra thì cũng có một giải đấu khác được tổ chức tại Qatar. Đó là cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà từ các nước vùng vịnh. Cuộc thi bao gồm nhiều hạng mục, chẳng hạn như trong hôm qua, lạc đà cái tranh tài ở hạng mục giác sữa. Con lạc đà cho nhiều sữa nhất sẽ mang về cho chủ của nó giải thưởng 20.000 rial, tức khoảng 5.500 đô la Mỹ. Thu hút sự quan tâm nhiều nhất chính là hạng mục thi sắc đẹp dành cho lạc đà từ 4 tuổi trở lên, với giải thưởng cao gấp 10 lần. Tiêu chí đánh giá sắc đẹp của lạc đà ở từng nhóm là khác nhau. Với giống Magatia thì chúng tôi xem xét vì độ cân đối của các bộ phận, tai không được sụ xuống mà phải thẳng lên, và cả độ cong của miệng. Cuộc thi có một hội đồng y tế kiểm tra thí sinh nhằm tránh trường hợp gian lận bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Một số người dùng đến filler, botox hoặc silicone để tăng khả năng giành chiến thắng của lạc đà, khiến chúng bị rách mô, đứt dây thần kinh, bị viêm. Cuộc thi nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lạc đà trong khu vực này như người bạn đồng hành trong thời kỳ đầu của nền văn minh vùng vịnh. Không giống như là những thức uống có cồn, thưởng thức một tách cà phê có thể tạo cảm giác thư giãn và sống chậm lại sau một ngày làm việc căng thẳng. Trong vài năm gần đây, tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, trải nghiệm uống cà phê ngày càng phổ biến hơn, tạo thành một nét văn hóa. Ở Hàn Quốc, một buổi trò chuyện giờ đây thường bắt đầu bằng câu, chúng ta hãy tìm quán cà phê nào nhé. Theo khảo sát mới nhất, trung bình một người Hàn Quốc uống 353 tách cà phê mỗi năm, cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu. Tôi uống 3 ly cà phê mỗi ngày, 1 ly buổi sáng và 2 ly buổi chiều tối. Hiện Hàn Quốc có khoảng hơn 70.000 quán cà phê. Trong năm ngoái, giá trị nhập khẩu cà phê nước này đạt 916 triệu đô la Mỹ. Một thị trường lớn khác là Trung Quốc. Ngoài chuỗi cà phê ngoại như Starbucks và Costa Coffee, thì các chuỗi cửa hàng cà phê nội địa cũng đang nở rộ. Nhật là một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất ở châu Á, doanh số đạt 34,45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Nhiều quốc gia ở châu Á, lối sống phương Tây cùng với đô thị hóa đã thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng đối với cà phê. Theo thời gian, người tiêu dùng châu Á theo đuổi nhiều thứ hơn cho phong cách sống của họ, bao gồm cả việc uống cà phê chất lượng hơn. Tiếp theo trong 60 giây. Cháy lớn tại kho phế liệu huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê, nguy cơ mất an toàn giao thông từ các xe công nông. 6 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lên tới 14 tỷ đồng vừa bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bắt tạm giam. Hoàng Minh Phúc mở quán cà phê bóng đá tại số 73 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế và nhận trang cá độ bóng đá từ Đỗ Lê Việt Hào. Sau đó, Phúc thuê 4 đối tượng khác trực tiếp sử dụng trang mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho người đánh bạc tại quán. Phúc điều hành chung, ứng tiền trước để thanh toán cho khách. Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, từ cuối tháng 9 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đánh bạc này đã cá cược tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Một vụ cháy lớn xảy ra sáng nay, thiêu rụi một kho phế liệu trên đường 7A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10 giờ 45 phút, người dân phát hiện bên trong kho phế liệu này xảy ra cháy. Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên chỉ trong ít phút, lửa lan rộng, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân xung quanh. Người dân huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận, dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã huy động 6 xe chuyên dụng và 29 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 13 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn nỗ lực phun nước vào đám cháy. Kho phế liệu bị thiêu rụi gần hết, hai căn nhà liền kề cũng bị cháy xém. Chiều tối qua tại Đồng Tháp xảy ra tai nạn giao thông khiến hai thiếu niên thương vong. Đó là hai em Phạm Vĩ Khang và Kim Khoa Huân, cùng sinh năm 2006, cùng ngụ tại thành phố Cao Lãnh. Hai thiếu niên này điều khiển hai xe máy tông vào nhau gây tai nạn giao thông trên đường Hòa Đông.
Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng Huân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, còn Khang bị thương vùng đầu. Công an thành phố Cao Lãnh đang thụ lý vụ việc. Thời điểm này, các tỉnh Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê. Mức độ xe cộ lưu thông tại khu vực nông thôn tăng đột biến, kéo theo đó là nguy cơ mất an toàn giao thông. Ghi nhận sau tại tỉnh Đắk Lắk. Vào vụ thu hoạch cà phê, lượng xe công nông, máy cày tay tăng cao, nhất là ở những tuyến đường nông thôn. Em có bằng lái chưa? Dạ, em chưa anh. Cái này em lái do kinh nghiệm thôi. Đa số người điều khiển phương tiện làm nông nghiệp ở các vùng sâu vùng xa, ý thức giao thông hạn chế. Công an thị xã Buôn Hồ triển khai nhiều đợt tuyên truyền giám sát, đồng thời tuần tra nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn giao thông. Là thường xuyên là đi xuống các cái địa bàn mà có nhiều phương tiện xe máy cày, tổ chức dán đề can cho các cái phương tiện để cảnh báo người tham gia giao thông dễ nhận biết khi trời tối, tăng cường cái công tác là phối hợp tuần tra xử lý các cái phương tiện mà không đảm bảo. Là những phương tiện cần thiết trong sản xuất nông nghiệp, nhưng máy cày tay, xe công nông cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho mình và người khác, người điều khiển phương tiện nên kiểm tra máy móc cẩn thận và tuân thủ luật giao thông. Sáng nay, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Văn Cư, 29 tuổi, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Chiều ngày 15 tháng 11, Phạm Văn Cư lập tài khoản Zalo giả, liên hệ với tiệm sửa chữa cơ điện lạnh của anh N ở Đà Nẵng, nói cần bán 15 bộ máy lạnh giá rẻ do lắp đặt công trình còn dư, cả hai chốt giá 2,3 triệu đồng một máy. Cùng thời điểm, Cư lên mạng tìm một cơ sở điện lạnh khác, đặt mua 15 bộ máy lạnh cùng hiệu, giá 5,6 triệu đồng một máy. Cư dặn giao hàng tại cơ sở của anh N nhưng không giao quá đơn, giao hàng xong thì y sẽ chuyển khoản. Sau khi anh N nhận hàng, Cư đã yêu cầu anh chuyển vào tài khoản của mình 34,5 triệu đồng, rồi cắt liên lạc. Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và truy bắt được Cư tại một phòng trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cư khai nhận do vay tiền lãi cao góp vốn làm ăn chung nhưng bị thua lỗ, bị chủ nợ truy đòi. Nên từ giữa tháng 11, Cư đã tìm hiểu cách thức và bắt đầu chiêu lừa đảo này. Với mánh khóe tương tự, Cư đã gây ra các vụ lừa đảo ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm đoạt 148 triệu đồng. Tại Bolivia, một thử thách mới cho những người đam mê thể thao mạo hiểm và nghiện cảm giác mạnh đó là băng qua Titicaca, hồ nước cao nhất thế giới, trên đường trượt zipline. Theo các nhà khai thác đường trượt Titicaca zipline, tuyến cấp chính của họ bắt đầu từ điểm cao khoảng 4.000 mét so với mực nước biển, dài 2 km. Khách hàng có thể đạt vận tốc từ 100 đến 120 km/h khi thả mình theo đường trượt và có thể mất 2 đến 3 phút để vượt qua eo biển Tichina. Eo biển có chiều ngang 780 mét này, ngăn cách hai vùng nước, tạo nên hồ Titicaca. Được mệnh danh là hồ nước cao nhất thế giới, hồ Titicaca cao hơn 3.800 mét so với mực nước biển. Chương trình của 60 giây chiều nay xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng mai. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.